Chào mọi người đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay xin được báo giá thanh long của ngày 21 tháng 11 2019, hàng trắng và ruột đỏ luôn nha. Giá này về vựa, nó có thể thay đổi theo từng giờ nè. Ruột trắng hàng công cảng là 90 cổ là được 13.500, 80 là 12.500, 75 11.500 và 65 là 10.500 đồng. Đến hàng bầu chài đẹp. Bánh hàng bầu chài đẹp 90 cồ là 12, 80 cồ 11, 75 cồ 10 và 65 cồ là 9.000. Giá nó rất là rẻ. Bây giờ đến hàng sàn nha. Hàng sàn, bò sàn là 90 cồ là 10.500, 80 cồ 9.500, 75 cồ 85 và 65 cồ là 7.500 đồng. Tiếp đến là hàng bò chạy thường. Bò thường là 90 là 9.000 và 80 8.000 và 70 là 7.000, thì nếu mà 60 thì cũng là 6.000. Rồi tiếp đến là tôi sẽ báo giá thanh long ruột đỏ cho anh em biết được giá, khỏi bị thương lái người ta ép ha. Và giá ruột đỏ về vựa thì tôi xin báo giá luôn là loại 1 là 32.000, và nó có loại hoa 2 là 22.000 và loại 3 thì 13.000. Rất là rẻ ha. Nhưng là loại 1 thì ok rồi, nhưng mà loại 3 thì rẻ. Mọi người có thể nhấn cái fanpage của Hưng Nguyễn đó, kênh Thanh Long đó, để theo dõi cái giá cả cập nhật hàng ngày nha. Tôi sẽ cố gắng tôi cập nhật trên cái fanpage đó, thì mọi người hãy nhấn theo dõi để nhận được những cái giá cả hoặc là những cái bệnh hoạn, như là mọi người mà có thể báo giá về thanh long, tôi sẽ báo giá thanh long cũng như là bệnh hoạn mọi người post lên, thì để cho anh em trong ngành biết để chúng ta tìm được cái phương pháp giải quyết cho anh chị em tốt nhất. Cứ post lên cái fanpage mà Hưng Nguyễn đó, kênh Thanh Long đó, Hưng Nguyễn, thì mọi người không rành đó, thì có thể hỏi những người mà người ta hay xài điện thoại đó, con cháu hoặc là anh chị trong nhà gì đó, thì để biết được cái vấn đề này ha. Cứ nhắn chữ theo dõi ở trên cái fanpage đó, thì mỗi lần mà tôi post, tôi đăng cái gì lên thì mọi người có thể nhận được cái tin tức từ kênh, để mọi người có thể theo dõi được cái tình trạng bệnh hoạn hoặc là giá hoặc là những cái bài thuốc hay tôi sẽ cập nhật trên cái fanpage cũng như là cái kênh YouTube này, rồi fanpage kia, Zalo nữa ha. Thì mọi người không rành thì cứ hỏi con cháu hoặc là anh chị em trong nhà, những người biết người ta sẽ chỉ rất là dễ thôi. Nông dân hiện tại bây giờ là nông dân 4.0 rồi, thành ra phải biết những cái kỹ thuật về internet chúng ta mới phát triển cái nghề này nó bền vững được. Bây giờ mà không có công nghệ thì nó khó lắm. Theo phong cách ngày xưa thì nó rất là khó. Thì tôi sẽ cố gắng tạo cái điều kiện tốt nhất để mọi người nắm bắt được tất cả các thông tin về giá cả thị trường cũng như là những cái bài thuốc mới, thuốc hay. Tôi sẽ cố gắng tôi cập nhật hàng ngày trên fanpage, trên channel này cũng như là trên Zalo của Hưng Nguyễn là 0792123055. Chúc mọi người thành công, được giá, được mùa và gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nha. Xin chào tạm biệt.